Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì như lúc trước mình có gửi tới các bạn cái dự án là HDCoin nhận token HDI. Lúc vào ngày 8 tháng 8 thì mình cũng có cái video hướng dẫn các bạn là KIC. Là mình có update cái video là các bạn KIC. Thì lúc trước đây bạn nào mà KIC mà chưa thành công á, các bạn quay trở lại với trang web các bạn chết nhé. Nếu mà các bạn mà chưa KIC thành công á, thì bây giờ các bạn cần phải chụp lại ảnh màn hình và gửi lên group của dự án để nó xác minh KIC cho các bạn nhé. Thì đầu tiên thì các bạn đăng nhập vào trang web, các bạn kiểm tra thử là các bạn đã KIC thành công chưa nhé. Nếu mà chưa KIC thành công á, thì nó sẽ hiện như mình nè, KIC pending. Thì tiếp theo thì để xác minh KIC thành công, để nó duyệt KIC cho các bạn, thì các bạn đăng nhập lại trang web HDCoin.io nè, các bạn đăng nhập vào giúp mình nhé. Thì sau khi đăng nhập xong thì các bạn nếu mà KIC pending á, thì các bạn chọn vào phần này nè, chọn vào phần hình 5 người giúp mình nhé. Sau đó nó sẽ hiện ra cái UID cho các bạn. Đây là cái UID. Sau đó thì các bạn chụp lại ảnh màn hình giúp mình nhé. Các bạn chụp lại màn hình. Tiếp theo đó thì các bạn vào cái link thứ hai, cái link Instagram. Thì trên cái bài viết Instagram này thì các bạn tiến hành like giúp mình nhé. Các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn chụp lại màn hình giúp mình. Trời đang mưa to cho nên hơi ồn, các bạn thông cảm nhé. Sau khi chụp lại màn hình xong thì các bạn vào group của dự án nhé. Các bạn vào group của dự án là HDCoin. Đây group Telegram của dự án này. Thì các bạn tải hai hình ảnh bạn vừa chụp màn hình lên giúp mình nhé. Các bạn nhớ tải cùng một cái luôn nha các bạn. Các bạn chọn vào, sau đó các bạn tải lên. Các bạn send lên group. Thì sau khi send xong thì các bạn đợi nó duyệt thôi nha các bạn. Thì nó cũng thông báo trên đây nè. Nó yêu cầu chúng ta là like the bot trên Instagram và chụp lại màn hình cộng với UID mà các bạn đã đăng ký trên trang web của dự án HDCoin này. Thì nó sẽ, sau đó các bạn lên group của nó, các bạn gửi ảnh lên đây thì nó sẽ xem xét và duyệt cho các bạn thôi nhé. Thì như vậy là video mình update, mình hướng dẫn các bạn xác nhận KIC. Thì cái trường hợp này dành cho các bạn nào KIC chưa thành công thôi, còn bạn nào mà đã KIC thành công rồi thì không cần làm bước này nhé. Như vậy là video mình update dự án HDCoin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.